Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một món đặc biệt, đó là món chân gà ngâm sả ớt. Đây là một cân gà, chân gà mình đã mua về và mình làm sạch đấy. Các bạn ngâm muối để rửa sạch chân nhé. Đây, chân sạch trắng, cắt móng. Nguyên liệu mình chuẩn bị còn có tầm 10 củ sả, tầm lá chanh, ớt thì các bạn ăn cay tùy theo các bạn nha, ít cay thì có thể giảm ớt đi nhé. Củ gừng, tỏi đây mình bóc sẵn đây, mình chuẩn bị tầm 2 củ tỏi bóc sẵn, đường, đây là nguyên liệu để làm nước ngâm chân gà của mình, một bát đường, ra nửa bát giấm, đây là giấm trắng nha, và nước mắm nữa, nước mắm thì các bạn cho tầm cũng gần một bát này nước mắm nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để làm, lấy kéo cắt mũi, đây là lấy kéo này. Gà đã được cắt đến tận, thì các bạn luộc nước thì nó sẽ lòi xương ra mình rất là dễ bóc. Đây các bạn chuẩn bị một nồi nước nha, trong mình có thả gừng này, một ít muối và một ít sả mình luộc chân gà nha. Đây là chân gà mà mình vừa mới tách xong, các bạn luộc cho khoảng 10 phút. Đợi gà mình có thể chuẩn bị nước để ngâm gà, một bát đường, đây bát dầm, ngoài thì lấy một bát mắm. Chân gà mình đã luộc xong, các bạn tắt bếp và bước ra nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một thau nước đá nhé, thì gà sẽ được giòn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước luộc, nước để ngâm gà. Ngâm gà là có đường, mắm mà. Các bạn không thích giấm thì có thể là cho quất chanh. Đây là lọ mình chuẩn bị ngâm gà. Nước mắm với giấm này sủi rồi, các bạn tắt bếp để cho nguội rồi mình đổ vào gà.
sau khi mà mình đổ nước mắm vào mình sẽ có thể là ngâm cái chân gà này 2 ngày là có thể ăn được nha các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và tạm biệt. Hi, chào mọi người, đây là món chân gà của mình sau 2 ngày ngâm. Mọi người hãy cùng thưởng thức với mình nha. Mời mọi người cùng thưởng thức. Wow, chân gà vừa giòn vừa dai, ăn vị rất vừa luôn. Rất là ngon. Thank you.
Bye bye, see you again. Please like and subscribe my channel. Bye bye.